Em vừa quay bộ A và D tiếp tục chú ạ. Tiếp tục đến bộ dàn chung Sony. Bộ này là giá của em nó là 3 triệu 9 quý vị nhé. Tích hợp cho tất cả các dòng loại nhạc, kể cả modem, nhạc sàn, dây mic cũng như là nhạc Bolero dòng mới nhất bây giờ. Đây là bộ Sony. Báo cáo quý vị là cũng như là bộ A và D vừa quay, hiện tại là không có đĩa CD, nhưng mà chắc chắn là tất cả CD đều bao hoạt động được. Nên là em đây em đang báo giá là CD hoạt động được nhé, nói chứ nào hoạt động tốt nhé. Giá của bộ này là 3 triệu 9 quý vị nhé, 3 triệu 9 này. Bắt đầu mở cho quý vị xem này. Em nó có khiển zin luôn nhá, khiển vẫn còn nguyên trong. Khiển này, radio, đây là anten, mắt đài radio FM nhé. Điện chạy từ 100V đến 240V. Bài khác cho quý vị. Đặc biệt là em nó chạy điện 220 quý vị nhé. Đây là băng dính nhé, lau vệ sinh được hết, băng dính nhé. Tất cả bao các chức năng CD, cắm TV, máy tính, điện thoại, laptop vào thoải mái quý vị nhé. Đặc biệt là em nó chạy được cả điện từ 100 đến 240V, không cần đổi nguồn. Đã là hàng suốt thì chắc chắn là radio FM đều bắt được. Có khiển kèm theo hết quý vị nhé, có khiển và anten. Giá của em nó là 3 triệu 9 cả bộ này. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.